Xin chào mọi người nhá. Thì thực ra mà nói là tôi là một trong những người được hưởng khá là nhiều cái lộc từ mạng xã hội đấy. Thế cho nên là được anh em khắp nơi biết đến và tôi đã dạy học được trọn vẹn 37 khóa học ở trên mạng xã hội, trên nền tảng Facebook và Zalo. Hiện tại là K38 cũng học được hơn chục ngày đấy. Và tiếp tục K39, đáng lẽ nếu không bị mất điện và lụt lội hôm qua thì là tôi sẽ khai giảng vào tối hôm qua. Thế nhưng do bị mất điện thế nên là đành hoãn lại. Đấy, và coi như vậy là hôm nay là tôi ở quê tôi đã có điện thì tôi cũng tiếp tục là coi thông báo cho anh em K39 là tối hôm nay là tôi đã tiếp tục coi như vậy là khai giảng K39 lớp học cuốn motor từ xa. Đấy, qua cái đường tin nhắn Zalo đấy hôm nay nhá, tối hôm nay tầm 7:30 thì tôi bắt đầu gửi, vì là lớp có nhiều bạn thế nên là cũng có bạn sẽ được nhận sớm nhưng cũng có bạn sẽ bị nhận muộn một chút đấy, tinh thần như thế. Và K38 chúng ta tiếp tục bắt đầu từ hôm nay là chúng ta lại đi học nốt tiếp những cái chương trình chúng ta vừa được học nhá. Thế còn một thông báo nữa là coi như vậy là do tôi cũng là được hưởng khá nhiều về cũng được hưởng một chút đại khái là về cái mạng xã hội, thế nên là tôi cũng tri ân cho những anh em muốn ham tìm hiểu học hỏi về điện, về phần động cơ đấy, cuốn motor. Tôi sẽ mở tiếp một khóa K40. Cái khóa này là dành riêng ưu tiên cho tất cả những anh em ở ngoài Bắc nhá. Ảnh hưởng của cái cơn bão Iagi vừa rồi đã bị lụt, ngập lụt đấy. Tôi sẽ giảm học phí 50% cho tất cả những anh em thuộc khu vực những tỉnh như Hải Phòng, Bắc Giang, Hải Dương, Lào Cai, Yên Bái, đại khái là một số vùng nữa. Đại khái là những cái vùng mà cứ chịu ảnh hưởng đấy là tôi sẽ giảm cho 50%. Và đặc biệt những cháu nào mà quá khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt thì tôi sẽ lại miễn cho 100% luôn nhá. Thế còn chương trình học của cái K40 là toàn là những chương trình kiến thức gốc về động cơ đấy, và nâng cao cái tầm hiểu biết của những anh em thợ. Những đối tượng nào được học là những đối tượng ít nhất là phải biết vào dây động cơ rồi, và những anh em thợ đã mở hiệu rồi, những anh em đã biết làm nghề rồi nhưng mà vẫn chưa được thông thạo về động cơ, chúng ta chỉ biết làm mò đấy, chứ còn không biết tại sao, thì đấy là những anh em được học đấy. Và những cháu, đặc biệt là những cháu đang học nghề ở các tiệm bên ngoài đấy, thì coi như vậy các cháu đăng ký học tôi rất là tốt luôn. Đấy, và các cháu sinh viên mới ra trường chưa có nhiều kiến thức thực tế thì đăng ký học nhá. Đấy là tôi ưu tiên cho tất cả những anh em ở trong những vùng bão lũ vừa rồi đấy. Và coi như vậy là chúng ta cứ mạnh dạn đăng ký nhá. Và đặc biệt lưu ý là tôi tất cả từ khóa 1 đến khóa 38, 39 vừa rồi là tôi chưa bao giờ tiết lộ danh tính của bất kỳ một ai là đã từng học trò tôi. Đấy, chưa bao giờ tiết lộ cả, mà chỉ có tôi và học trò được biết là như thế thôi nhá. Đấy, đại khái thế. Thế là anh em học tôi là hoàn toàn yên tâm về mọi thứ đấy nhá, không bao giờ bị lộ danh tính cả, bởi vì rất nhiều anh em không muốn là lộ danh tính là thế nọ thế kia, nhưng mà chính nha là tôi là từ trước giờ tôi biết thế nên là tôi vẫn giữ gìn cho mọi người hết nhá. Đấy, trong tất cả khắp các tỉnh thành trong cả nước mình thì dần dần tôi sẽ truyền giao lại hết cho anh em dần dần nhé, dần dần. Và hiện tại bây giờ tôi đã gieo mầm một số anh em làm trụ cột, sau này anh em sẽ kế thừa tôi nhé. Đấy, bởi vì những anh em những học khóa trước ấy, thỉnh thoảng tôi đã gửi cho những cái bài bổ sung đấy, chính là những người sau này sẽ gieo mầm cho cái thế hệ sau này. Đấy, tôi cũng phải truyền đạt dần dần nhé, tôi sẽ phải truyền giao dần dần đấy, nên là anh em những anh em khóa trước thì cứ chịu khó mà liên lạc thì tôi sẽ còn chỉ cho rất nhiều, bởi vì tôi đã nói từ trước rồi, tôi vốn dĩ không phải là chuyên ngành sư phạm mà tôi chỉ là một người thợ và tôi truyền đạt theo những cái kinh nghiệm làm của mình, thế nên là rất nhiều cái không phải là cứ
đã thể hết được, đại khái thế, không thể là một sớm một chiều hết được. Nên lưu ý anh em thế nhá. Thế coi anh em lưu ý và coi là giới thiệu cho mọi người là những anh em ở vùng lũ muốn nâng cao kiến thức làm nghề và muốn học hỏi và tìm hiểu sâu về động cơ. Tôi thì chuyên về động cơ một pha và động cơ ba pha, hai cái phần đấy. Nếu cứ từ ổ hộp nối vào trong động cơ thì cứ hỏi cái gì tôi cũng có thể trả lời anh em trong vòng chỉ một phút thôi, đấy là có thể trả lời hết nhá. Đấy, thế nên là cái phần dạy này chúng ta sẽ được học chủ yếu về động cơ một pha và động cơ ba pha, chủ yếu thế, và những công thức biến tấu từ những cái sách vở ở trong trường. Đấy, lưu ý thế. Đấy, để chúng ta làm nghề trong cái vấn đề ví dụ xử lý động cơ, thế rồi thì chuyển động cơ từ hàng bãi về Việt Nam như thế nào, đại khái thế, nó không học được rất nhiều. Thôi hôm nay thì để chuẩn bị cho cái việc khai giảng K39 thì tôi chỉ có vài lời nói thế thôi. Đấy, lưu ý nhé, đặc biệt là K40 nhá, đặc biệt K40 sẽ là ca gọi là khuyến mại khuyến mại từ 100% đến 50% học phí nhá. Thôi, xin chào mọi người.